Cầm vàng thì sợ vàng rơi, mà cầm tờ A4 thì đời đời ấm no, phải không các bác? Tất cả trong video của Bất Động Sản Nhà Tốt Ngọc Ánh quay gửi tới quý vị khách hàng đều là đã có sổ đỏ chính chủ. Đồng thời giá trị của nhà là thật, giá trị của bất động sản là thật nha quý vị. Đây là một cái sổ đỏ mà khách hàng vừa mới ủy quyền cho Ngọc Ánh vào trong năm. Và hôm nay Ngọc Ánh đi lấy sổ đỏ về để bàn giao lại cho khách. Thì tiện thể hôm nay cũng giới thiệu với mọi người luôn là tất cả những cái vị trí bất động sản đều là giá trị thật mọi người nha. Trong video này Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị một căn nhà thuộc Phương Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mọi người đừng rời mắt khỏi video nhé. Căn nhà mà Ngọc Ánh muốn giới thiệu tới quý vị trong video này nó thuộc ngõ 138 đường Ý La, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Từ căn nhà này đi ra tới trục đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, nó chỉ khoảng tầm 800m thôi nha quý vị. Rất là gần với trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông, xung quanh ngập tràn tiện ích. Đặc biệt là rất là gần với trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nha quý vị. Mọi người ơi, với căn nhà này diện tích là 32m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, hướng nhà là hướng Tây Nam và ngõ trước nhà như quý vị nhìn thực tế ở đây, ngõ trước nhà 2m2. Đó, ưu điểm của căn nhà này đó là phía trong cùng để xe cộ các thứ trước cửa nhà rất là thoải mái mọi người ạ. Mặt tiền của ngôi nhà thì chủ đầu tư đã lát toàn bộ gạch cho mình rồi. Đồng thời với cái cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế là hai lớp cửa, bên ngoài là cửa inox 304 và bên trong là cửa kính cường lực nha. Đó. Mọi người theo em vào khám phá cụ thể tầng 1 của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào. Đây ạ. Với phần tầng 1 của ngôi nhà, chủ đầu tư thiết kế khá là chỉn chu và bắt mắt mọi người nha. Gọi là cái căn nhà này thì chỉ việc xách hành lý về ở ngay, sổ đỏ trao tay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với bác nào có nhu cầu. Giá chào bán của căn nhà này là 2 tỷ 650 triệu đồng các bác nha. Thiết kế của cái ngôi nhà này thì rất rất là hợp lý so với cái mặt bằng của khu vực. Căn nhà này một tầng chia hai phòng ngủ, như vậy là có 4 phòng ngủ riêng. Lát nữa lên trên phía tầng 2 thì Ngọc Ánh sẽ giới thiệu cụ thể về cái phòng ngủ cho mình nha. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Rất là hợp lý đúng không các bác? Cái căn nhà này thì ưu điểm là có hai căn và có cái sân ở phía đằng trước các bác ạ. Thì cái sân ở phía đằng trước là đã có cái cổng riêng để xe cộ rồi, rất là tiện nha. Đây, đã được lát gạch đỏ rất là sạch sẽ. Và với cái căn này thì đi lại giao thông rất là thuận tiện, gần với chợ dân sinh, trường tiểu học, trường mầm non, rất là gần, đi lại giao thông vô cùng thuận lợi. Mời mọi người theo em vào khám phá phần tiếp theo của ngôi nhà, đó là phần phòng bếp. Với cái căn phòng bếp, chủ đầu tư cũng được thiết kế cho các bác ở đây một bộ bàn ghế bàn ăn rất là hợp lý, nhỏ nhắn xinh xắn đấy ạ, đáp ứng đúng với cái công năng sử dụng của một hộ gia đình. Phần phòng bếp đây các bác nha, toàn bộ thì là sử dụng là gỗ an cường đó, xung quanh thì là sử dụng là kính ốp bếp và mặt bếp là ốp đá granite. Rất là hài hòa. Phụ kiện bếp đi kèm thì toàn bộ thiết kế là chất liệu inox 304, vòi chậu cũng như là chậu rửa bát nha các bác. Cái phần phòng bếp này ngoài ra còn có một cái cửa sổ thoáng này. Đây ạ. Đây. Thoáng ở cái phía phòng bếp, mở ra có gió vào luôn mọi người ơi, hút gió. Rất là mát nha. Và phía tầng 1 của ngôi nhà thì còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên phía tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc cổ bậc cầu thang ốp đá đen trắng. Và cái phần phòng khách Ngọc Ánh quên không nói kỹ với mọi người, ở đây chủ đầu tư có tặng luôn cho mình cái bộ bàn ghế này đúng theo hiện trạng, đó là gỗ sồi Nga nha các bác. Phòng khách thì có một cái kệ ốp ở đây. Cái ốp này thì nó là ốp nhựa PVC các bác nha, để trang trí cũng như là chỗ này là để kệ tivi, quạt trần. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đủ các tầng, tầng 1, tầng 2, tầng 3. Đó, rất là đẹp. Được ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách thì có một cái vách gỗ ở đây. CNC ở đây, khá là đẹp đúng không ạ? Nói chung hài hòa.
và tránh phong thủy, lỗi phong thủy nhà. Và mọi người ơi, mời người theo em lên trên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà để xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào nhá. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà này thì thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh ở giữa. Đây là cái căn phòng ngủ đầu tiên phía bên trong của ngôi nhà nha. Toàn bộ đã được lát sàn gỗ công nghiệp, cửa sổ hai bên. Đó. Cửa sổ hai bên thoáng nha mọi người. Đầy đủ ống chờ, dây chờ và át chờ điều hòa rồi. Cửa thông phòng của ngôi nhà thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây. Nói chung ấy, về cái cửa ấy, thì nó không được đẹp bằng cửa gỗ đâu ạ. Nhưng mà về cái độ an toàn và chắc chắn thì cũng khá là ok. Tiếp nha, mời các bác sang khám phá cái căn phòng ngủ thứ hai. Đây. Đây là cái căn phòng ngủ thứ hai của ngôi nhà. Với cái cửa rất là thoáng, đồng thời có hẳn một bộ rèm cửa mà chủ đầu tư đã lắp rồi nha các bác. Sàn gỗ công nghiệp. Căn phòng thì rất là vuông vắn, dễ dàng kê cái đồ nội thất bên trong. Phòng ngủ cũng đều được thiết kế toàn bộ là đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Và đây, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều đã được lắp đặt rồi. Căn nhà này thì nói chung là rất là chỉn chu, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Còn một chút chút nữa thì về cái phần vệ sinh thì chủ đầu tư sau này sẽ dọn dẹp lại cho mọi người nha. Này, rất là rộng đúng không ạ? Ngọc Ánh đang đứng ở cuối, ở đầu căn phòng đây. Cửa nhà, cửa phòng đây. Căn nhà này mà đi ra tới cái trường đại học kiểm sát Dương Nội thì nó chỉ khoảng tầm 300m thôi các bác ạ. Rất là gần nha. Bác nào mà đang có con em mà học ở cái trường đại học kiểm sát Hà Nội mà muốn đang tìm hiểu cái nhà khu vực thì cái căn nhà này rất là ổn các bác ạ. Tiếp theo, ở trên phía tầng 2 là có cái căn phòng vệ sinh nữa. Đây, thiết kế khá là hợp lý đúng không mọi người? Bởi vì cái diện tích của nó không quá lớn. Tuy nhiên chủ đầu tư cố gắng thiết kế nó hài hòa và đáp ứng đầy đủ cái công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Hệ thống sen cây, tắm nóng lạnh Hàn Quốc, hệ thống bồn liền khối, lavabo bàn đá, rất là đẹp. Ở đây, cái ngôi nhà này thì sử dụng nước sạch sông Đà và điện lực Hà Nội nha các bác. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với cái tầng 3 của ngôi nhà này thì cũng thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy, trên phía tầng 3 của ngôi nhà là có 4 phòng ngủ tất cả mọi người nha. Đây, 4 phòng ngủ bây giờ. Thường thường bây giờ đa phần các chủ đầu tư về sau này đều thiết kế một tầng chỉ một phòng thôi mọi người ạ. Nhưng mà chủ đầu tư này thì thiết kế cái căn nhà này khá là hợp lý và hài hòa. Đó, về cái quan điểm cá nhân của Ngọc Ánh là như thế. Vị trí đi lại thì khá là thuận tiện. Cái chỗ này thì nó cũng rất là yên tĩnh. Dân cư đông đúc nhưng mà cái vấn đề nó ở trong ngõ, cho nên là nó rất là yên tĩnh nha mọi người. Đó, rèm cửa này, cửa sổ mở ra phía bên ngoài. Căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Nam. Bác nào mà hợp mệnh mà tìm hướng Tây Nam thì cứ cân nhắc nha. Đây, sàn gỗ lát tất cả các phòng ngủ, nhìn nó rất là ấm đúng không ạ? Hành lang đi lại cũng rất là tiện. Hành lang đi lại sang các phòng thì nó là 1m các bác nha. Hành lang đi lại sang cái phía căn phòng ngủ tiếp theo. Căn phòng ngủ thứ tư của ngôi nhà. Đó. Đây nha các bác. Nói chung là Ngọc Ánh review rất là chi tiết cụ thể. Cái giá trị bất động sản đưa tới tay quý vị khách hàng đều là giá trị hiện thực và cái giá trị của chủ đầu tư đưa ra. Nhà vệ sinh ở phía tầng 3 đây. Tương tự như tầng 2. Tầng 1 cũng có nhà vệ sinh, tầng 2 cũng có nhà vệ sinh và tầng 3 cũng có nhà vệ sinh các bác nha. Đáp ứng đúng cái tiêu chí, đầy đủ cái công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Và phần còn lại của ngôi nhà đó là tầng 4. Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video để xem tầng cuối cùng ngôi nhà thiết kế ra sao nhá. Với tầng 4 của ngôi nhà thì khi Ngọc Ánh vừa bước chân lên trên đây thì có thể nhìn, mọi người có thể nhìn ở đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và như Ngọc Ánh vừa chia sẻ, phía dưới tầng 1 của ngôi nhà thì cầu thang ở phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Với cái tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau nha các bác. Ngọc Ánh đang đứng ở đây, đó là cái khu vực để máy giặt ở phía bên trong nhà. Đây là ổ cắm này, đây là cái ống thoát nước này, rất là hợp lý đúng không ạ? Nhỏ nhắn, xinh xắn, gọn gàng. Đồng thời có một sân phơi
và một phòng thờ. Thì đây chính là cái căn phòng thờ của ngôi nhà. Đó. Toàn bộ ngôi nhà này như vậy, thiết kế chỉ có 4 tầng nhưng mà có 5 phòng riêng các bác nha. Thiết kế 4 tầng, 5 phòng riêng. Với quý vị nào mà không quan trọng về cái vấn đề có phòng thờ riêng thì đây như một cái căn phòng ngủ nữa để cho các bác có thể cân nhắc lựa chọn. Rất là rộng, phòng nào cũng ngập tràn ánh sáng cũng như là cái không khí vào trong ngôi nhà này rất là thoáng mọi người nha. Mở cửa sổ ra rất là mát, rất là thoáng đó. Vị trí ngôi nhà thì đi lại rất là tiện. Tất cả các bác mà đi làm quanh khu vực Hà Đông này, trục đường Lê Văn Lương kéo dài này, rồi đã đi lên cái địa phận Hoài Đức này, hoặc là mọi người có làm ở trên Thanh Xuân thì căn nhà này cũng đều đáp ứng được cho quý vị những cái tiêu chí đầu tiên nha. Phần còn lại đó chính là sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây ạ, rất là rộng, rất là thoáng đúng không ạ? Với cái phần sân phơi này thì các bác có thể nhìn thực tế luôn, rất là rộng. Đó, nhà bên cạnh thì đã về ở rồi ạ. Đây. Và Ngọc Ánh xin nhắc lại với quý khách hàng, với cái căn nhà này giá chào bán 2 tỷ 650 triệu đồng, diện tích 32 m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với bác nào có nhu cầu, mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại phía trên màn hình nha, 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ Nhà Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.